mày. Rồi bây giờ tao cho cơ hội hai đứa mày gỡ lại nhá. Tao ra trước luôn, ok? Gái xinh. Xinh đẹp. Đẹp đẽ. Đẽ gì mọi người? Đẽ con. Đẽ tiên sư con bóng này nữa. Đẽ con là cái gì mày? Thì là đẻ con ấy. À đẻ con à? Ừ. Gì vậy? Mày đẻ con này, mày đẻ con, mày nhắc thế à? Sao lại bôi tao? Càng cái tội nhắc tào lao nha. Đẻ trong này còn đẻ. Bà Tuyến ơi, bình thường mày cũng thông minh sáng dạ lắm cơ mà. Sao hôm nay để thua liền tù tì đấy? Để thằng Hiếu nó nhăn nhăn nhở nhở nãy giờ tao ghét quá. Cậu không biết Hiếu là vua nối từ à? Tớ làm sao mà thắng được? Nó ăn may chó ngáp phải ruồi thôi. Chơi tiếp đi. Chơi luôn. Lần này bọn tao ra đề, chơi không? Cho chúng mày ra trước. Cái búa. Ôi giời ơi, ngồi từ đến giờ tao tưởng mày nghĩ ra được cái gì cao siêu lắm. Nghĩ được mỗi từ cái búa này à? Tao nối lại luôn nhá. Búa chim. Chim cu. Chim cu. Cu. Cu gì nhỉ? Anh em. Tuyết, bôi nhọn nồi vào mặt nó. Ê, khoan. Tao đã không trả lời được đâu. Cu chứ gì? Cu. Cu đơ. Cu gì? Đơ. Đơ. Làm gì có cái từ đấy? Con này mùn à? Không biết cu đơ. Làm gì có cu nào là cu đơ. À, mày bịa ra thì có. Tao quệt cái nhọn nồi này. Con này đúng là trí đại bị dại. Kẹo cu đơ mà mày cũng không biết á? Gì á? Kẹo cu đơ á? Ừ. Ô thế có cái loại kẹo đấy á? Có mà Quỳnh. Cu đơ. Con này chán luôn. Tầm này tụi không biết kẹo cu đơ hả Tính? Thôi. Mày thông cảm cho nó đi. Trong đầu nó bây giờ ấy, toàn mưu hèn kế bẩn. Làm sao để có thể chấn được Bim Bim? Làm sao để có thể đấm được thằng lớp E? Trong đầu nó có gì khác không? Hiếu ơi, hay là cậu làm thử kẹo cu đơ Hà Tĩnh cho Quỳnh biết ngang dọc thế nào đi. Tiện cho bọn tôi ăn ké nữa. Chỉ thế là nhanh rồi. Thôi được rồi. Không gì làm khó được tao hết. Cu đơ thì cu đơ. Chuẩn bị đồ nấu cùng tao. Ê! Trắng. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay, nhân cái ngày mà hai cô bạn Tuyến và Quỳnh nhuộm da đen và đăng ký hộ chiếu châu Phi thành công, thì Hiếu sẽ làm món kẹo cu đơ Hà Tĩnh để chúc mừng mọi người nhá. Không cả có đứa nó lại bảo là Hiếu đi ô toa. Trên đời này làm gì có kẹo nào tên là kẹo cu đơ. Cứ làm đi nhá, chừng nào tao nhìn thấy thì tao tin nhá. Ok. Các bạn ạ, làm món này thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta cần chuẩn bị là bánh đa này, lạc rang này, mật mía này, mạch nha và 1 đến 2 nhánh gừng nhá. Đơn giản thế thôi á Hiếu? Đừng có mà khinh. Đơn giản thế thôi, thế nhưng mà lát ăn nhá, cuốn thôi rồi đấy. Thì cậu làm đi, nhanh lên. Cái công đoạn đầu tiên ấy là chúng ta phải rang lạc, lạc rang với một chút muối, đảo đều cho đến khi mà lạc vàng nhá. Đây, lạc thì nhà tao đã rang sẵn rồi. Rồi, làm tiếp đi. Được rồi, đâu sẽ có đó. Giờ mới đến cái công đoạn gọi là đòi hỏi nhiều kỹ năng, nhiều chữ khéo léo nhất đây này. Chúng ta sẽ cho vào chảo 150ml mật mía, cùng với đó là 100g gọi là mạch nha. Đun sôi với lửa nhỏ. Trong khi đun lại chúng ta dùng đũa khuấy thật đều nhá, thật đều. Tránh cái tình trạng mà mạch nha nó cháy là mút tay tất, hiểu chưa? Này, nghe có vẻ ngon đấy, làm đi. Rồi. Mùi mật mía với lại mùi mạch nha quyện vào nhau thơm thật đấy. Để yên như này ăn được luôn, không cần phải cho nguyên liệu vào làm gì nữa đâu, mất công. Mày đúng là cái loại phàm phu tục tử, ăn thùng uống vại. Làm mà chẳng làm, toàn nghĩ đến ăn. Để nấu được một cái nồi mật mía gọi là chuẩn chỉ, đúng điệu ấy, không hề đơn giản đâu. Hiếu ơi, thế bí kíp của mày là gì?
Đơn giản thôi. Muốn biết là mặt mía chín hay chưa ấy, thì chúng ta sẽ chuẩn bị một bát nước lạnh. Đó. À, rồi chúng ta sẽ nhỏ vài giọt mật mía mà chúng ta đang nấu vào nhá. À, khi mà mấy cái giọt mật mía chuyển sang màu cánh rán và cái giọt nhỏ được tròn và đều, không tan trong nước, thì khi đó mật mía đã đạt chuẩn. Và khi hỗn hợp đạt chuẩn ấy, thì chúng ta khuấy sẽ bị nặng tay và cần phải dùng nhiều lực vào đấy. Hay dạ, cầu kỳ phết nhờ. Chả thế sao? À đây, để ta thử nhá. Đấy, thành công rồi. Rồi, bây giờ ấy, chúng ta sẽ đổ lạc và gừng thái sợi này vào, đảo đều lên nhá. Bà Thế Hiếu ơi, bánh đa kia để làm gì đây? À, cái bánh đa này nhá, thì đây này, cái phần này gọi là phần cu đơ, hiểu chưa? Khi cu đơ đã chín rồi ấy, thì chúng ta sẽ đổ cu đơ lên bề mặt bánh đa. Đấy, dàn đều cu đơ ra. Sau đó chúng ta lại lấy một miếng bánh đa khác úp lên trên. Nhưng mà phải chú ý là úp miếng bánh đa khác lên trên khi mà cu đơ vẫn còn nóng. Khi đó thì nó mới dính được, hiểu chưa? Rồi, đây là con này. Cu đơ. À, chú đế. Này, đổ đổ lên các. Rất vất vả đấy. Rồi, bây giờ chúng ta phải chờ kẹo nguội đã, rồi chúng ta mới được ăn nhá. Đừng có sờ vào và nó đẹp. Ủa, đặc công. Ừ. Lấy cái gì sai sai ấy. Nhưng kẹo ăn còn răng, ăn còn dính răng ở nơi nào nhỉ? Ừ. Tớ cũng có tưởng là mình chưa bị. Hóa ra cậu cũng bị à? Chứ bị sao ấy? Mày sao không dính gì dính? Thế nhưng mà nó dính quá, nói chuyện khó. Ừ. Khó gì? Không những chỉ nói chuyện được nhá, tao đọc luôn được cả thơ. Ừ. Mày đọc tốt nè. Mày đọc hơn sao xếp à? Không nghe nè. Ừ. Đêm thu lạnh lẽo bụng nói meo. Đấy. Một gói mì tôm bé tí neo. Nướng nước thêm hành ba đêm muối. Gói mì cút nhóc đã đi mèo. Cái này người ta gọi là nước tẩy thịt bèo tôi, mà nước sôi là mì tôm chín đấy này. Nhớ nhập nhớ nhừ ấy. Bọn này làm cái gì mà cười to thế nhỉ? Ăn cái này nhập cọc nãy giờ đau mồm quá rồi. Mấy hôm nữa kiểm tra mà mồm bị trưng là không hiểu tại sao luôn đấy. Mỏi răng á. Ôi cái gì? Con Quỳnh học bài á. Con bảo mấy hôm nữa kiểm tra kiểu gì có được điểm cao. Con này bây giờ nguy hiểm thật. Ừ. Thế là cái gì? Tao này. Thứ ba tuần nào cũng phải đi sớm trực nhật. Ui dồi ôi, mệt mệt tiền. Phiền ơi là phiền. Hả? Cái gì? Thằng Hiếu thứ ba tuần nào đi trực nhật cũng nhận được tiền á? Sao bây giờ mới biết nhỉ? Ừ. Nó đi học con nhớ á. Mai cuối 12 học đúng tuần á. Ai mà làm tốt đã được điểm cao luôn. Cái gì? Khối 12 phải đánh phấn á? Đánh phấn là con được điểm thể dục cao. À, cái tin này từ một thằng Tuấn Sao Đỏ chắc chắn là phải chuẩn rồi. Hôm nay nghe được toàn tin mật. Ngủ ngoan đi. Ngon rồi. Để tao được chơi với mọi người. Hát đi. Hát đó. Ừ, hát. Được rồi. Nhâm nhâm. Đấy. Nay son phấn đầy đủ này, học thể dục chắc điểm cao lắm rồi.
Ôi trời ơi, rõ ràng đã nghe lời thằng Tuấn xón phân đầy đủ đi học thể dục rồi mà thế nào không được điểm cao lại còn bị đuổi ra khỏi lớp. Điệt tết chứ lại. Long ơi. Hả? Ôi dồi ôi. Này, nay ai xui mày vẽ cái mặt đi học như kiểu diễn tuồng thế hả? Sao lại tuồng cái con này, cái mặt này không thể diễn tuồng được. Nó làm cái mặt này là để đi diễn siếc khỉ này. Im hết đi, việc chúng mày à? Long ơi, tớ nghĩ là trước khi mà cậu có thể học giỏi được môn thể dục thì cậu phải giảm cân đi đã. Cậu làm hỏng mấy cái xà của thầy thể dục rồi, cậu chưa chừa. À đúng rồi, tất cả là tại mày thằng Tuấn. Này này này, tao làm gì mày, tao làm gì mày đâu. Chính mày bảo là phải đánh Phấn học thể dục mới được điểm cao. Thế tại sao tao không được hả? Này, mấy em kia. Thầy ạ. Tụ tập vào đây làm gì đây? Đánh nhau hả? À, không không, em đánh nhau đâu. Em thấy cổ áo bạn Tuấn bẩn, em phủi hộ ấy. Còn em nữa đây. Liệu liệu mà về rửa cái mặt đi. Đừng để tôi mời phụ huynh lên nói chuyện. Dạ dạ vâng, em biết rồi ạ. À này Hiếu, mai thứ ba đến phiên em trình nhật đấy. Liệu đến sớm mà làm, đừng đến bộ như những lần trước. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Thế đó là cái gì? Tao này, thứ ba tuần nào cũng phải đi sớm trực nhật. Ui giời ơi, mệt mệt, tiền phiền ơi là phiền. Hả? Cái gì? Thằng Hiếu thứ ba tuần nào đi trực nhật cũng nhận được tiền á? Sao bây giờ mình mới biết nhỉ? À, em cho thầy em về ạ. Vậy em thầy ạ. Ai cũng bảo đi trực nhật là khổ, nhưng mà trực nhật nhận được tiền thì khổ mấy cũng đi. Hiếu ơi, tớ thấy giờ này cậu thay đổi đấy nhá. Thay đổi gì? Thì cái tin mà nay mày đến lớp sớm để trực nhật đấy, lớp sạch ơi là sạch đấy. Tao nghe tin xong tao sốc, đến bây giờ tao vẫn chưa tin mà. Gì á? Sáng thằng này nó đi học muộn mà chính tay tao ghi hẳn hoi. Lấy đâu ra cái chuyện mà đến sớm xong rồi trực nhật sạch sẽ được. Nhưng mà các bạn lớp Hiếu khen ghê lắm, bảo y như là cô Tấm dọn dẹp ấy. Không lẽ là Hiếu đến sớm trực nhật, xong rồi sau đấy đi về nhà ngủ tiếp nên mới muộn à? Ồ, có mà dở hơi mới làm thế chứ. Hiếu ơi, thế chuyện này là như nào? Tao biết đâu. Hay là có đứa nào đấy trực nhật thay tao nhỉ? Tớ xin cậu đấy, cậu thuộc cái dạng đầu bò đầu biếu nhất trường. Ai rảnh thì đi giúp cậu. Tiền sư thằng Hiếu nhá, mày lừa tao đúng không? Tiền đâu chả thấy, quét đi quét lại cả tiếng đồng hồ, toàn rác với bụi bặm, có thấy đồng nào dơ ra đâu. À này Long, sẵn có cái chổi quét cho thầy cái sân trường nhá. Dạ vâng. À, này chúng mày, hôm nay kiểm tra đấy, chúng mày học bài chưa? Học rồi thì sao, mà chưa học thì sao? Mà cậu hỏi làm cái gì? Cậu làm như là mình chăm chỉ lắm không bằng ý. Thì cái khoai mì ấy, mày hỏi bọn tao học chưa để mày chép chứ gì, tao còn lạ gì mày nữa. Cái thằng này, chỉ đúng ý tao ấy. Thế là học chưa? Tao bảo mày rất nhiều lần rồi, mày chẳng phải chép bài ở đâu xa cả, chép tao đấy. Chợ. Auto điểm cao, chép tao. Thôi xin cảm ơn nhá, lại mày. Mà thôi, mình đi học đi, đến sớm một tí, tiện ôn thêm một tí nào thì ôn. Chép bài tao auto điểm cao, tao nhắc lại một lần nữa. Ok mà. Ok bạn, chép bài tao đi. À, lần này chúng mày không giỡn tao đâu. Tao sẽ chép bài con Quỳnh để được điểm cao. Cái gì đấy? Tại sao chúng mày hãm hại tao hết lần này đến lần khác hả? Long Tổ ơi, có gì thì cậu từ từ nói, bọn tớ có làm gì cậu đâu. Mà có gì mày nói toẹt luôn ra đi. Tao hỏi chúng mày nhá, cái chuyện đánh Phấn đi học thể dục, rồi đi học sớm để sinh nhật, rồi nhặt được tiền, rồi cả cái chuyện chép bài cái Quỳnh để được điểm cao nữa, là chúng mày gài bẫy để hãm hại tao đúng không? Ồ hay nhở, mày nghe ai nói xong bây giờ mày vu khống cho bọn tao thế? Từ chính mồm bọn mày nói ra chứ ai nữa. Bọn tao á? Đúng vậy. Đúng rồi. Cái này nhập cọc nãy giờ đau mồm quá rồi.
Mấy hôm nữa kiểm tra mà mồm bị trưng là không hiểu tại sao luôn đấy. Nói nhăng lắm. Ôi cái gì? Con Quỳnh học bài á? Con bảo mấy hôm nữa kiểm tra kiểu gì cũng được điểm cao. Con này bây giờ nguy hiểm thật. Chứ đó là cái gì? Tao này, thứ ba tuần nào cũng phải đi sớm trực nhật. Ui dồi ôi, mệt mệt, tiền phiền ơi là phiền. Hả? Cái gì? Thằng nhớ thứ ba tuần nào đi trực nhật cũng nhận được tiền á? Sao bây giờ mới biết nhỉ? Người nói đi học cho mình nhớ á. Mai thứ 12 học đúng tuần á. Ai mà làm tốt á được điểm cao luôn. Cái gì? Khối 12 phải đánh phấn á? Đánh phấn là còn được điểm thể dục cao. À, cái tin này từ một thằng Tuấn sao đỏ chắc chắn là phải chuẩn rồi. Hôm nay nghe được toàn tin mật. Đấy. Lão Tối, tao phải công nhận với mày một điều nhá. Thân hình mày đồ sộ nhưng mà cái não mày nó teo bằng núng một quả nho nhá. Mày nghĩ mày suy luận kiểu gì mà mày bảo bọn tao nói ra những câu đấy? Chính tai tao nghe thấy, chúng mày đừng có cãi. Thôi, cãi nhau nhiều với Long Tổ không ăn thua đâu. Chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Cho Long Tổ ăn kẹo cu đơ chứ làm sao nữa. Hả? Này, cầm lấy ăn đi. Ăn xong mày sẽ hiểu những điều mà bọn tao nói hôm trước là gì, hiểu chưa? Tại cái kẹo này nó dính quá nên bọn tao ăn xong bọn tao nói ngọng hết với nhau, chứ không có cái chuyện âm mưu hãm hại gì ở đây hết. Rồi, tao mà ăn cái này vào mà tao không bị ngọng anh, chúng mày liệu hồn. Sao thế nhỉ? Sao hai hàm răng dính chặt vào nhau thế này? Em đi đâu về đây Long? À, bây giờ lại thêm cái tật lì lợm nữa à? Thầy hỏi mà không trả lời à? Tại sao ba bài kiểm tra gần đây em lại được điểm dưới trung bình? Hay là muốn ở lại lớp? À, vẫn không trả lời à? Tôi sẽ đưa em về nói chuyện với bố mẹ em. Này chú mày ơi, ngày mai có tiết thể dục, có đứa nào đánh phấn không? Cho tao đánh với để tao còn được điểm cao. Ô, ai giải nhỉ? Tao phải về nhà tao ôn bài để cho thằng Long nó còn chép bài chứ. Giỏi, dăm ba cái chuyện học hành. Mai chỉ cần đến sớm trực nhật xong nhật được tiền là tao vui rồi.